Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game Dragon City và mình là Thành Easy đây. Thì nếu anh em mà thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì team mình đã lên được level 12 và đây là phần thưởng của level 12. Level 12 sẽ được 20 cái Heroic Orb. Vậy để hiện xem trong này sẽ có cái gì nha. Heroic đấy, mảnh Heroic. Và ta sẽ mở ra nào. Đây là cái sự kiện mới sắp diễn ra. Ok, và ta sẽ bắt đầu là mở cái cục orb này ra xem trong này là mảnh Heroic gì. Chúng ta sẽ bắt đầu mở ra nào. Trong này sẽ là con High Tension, 20 mảnh của High Tension. Tại vì có tất cả là 40 mảnh đấy. Đúng, cũng ngon. Được rồi, thì đây là cái gói Ray Pack 240 game này. 200 cái loại đá để nâng cấp môi trường Terra, 1.5m thức ăn, 1.8m vàng, 150 cái đá để nâng cấp primer và 200 đá nâng cấp môi trường chiến binh. Tất cả gì có trong này. Nó bán giảm giá hai con VR, một con sư tử bắn súng đại bác và một con báo. Con báo kiểu gì đây? Hai con này giá là 175 game, thời gian bán sẽ là 1 ngày 7 giờ. 97% sale đấy. Đang giảm giá, anh em nào có tiền có thể mua. Được rồi, thì chúng ta sẽ xem nào ở đây thôi. Thì chúng ta hiện tại đang là tiết lắp 12 đúng không? Đó, chúng ta lên một chút lắp 12 rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta ở trong này, thành viên đầu tiên chúng ta cần phải lấy được 240.000 thức ăn. Tiếp theo là toàn bộ member chúng ta sẽ cần phải là hatching ra 87 con ray. À, các bạn có phải được, các mình có thể làm được đây. Toàn bộ member sẽ thu thập khoảng 180.000 gold. Đầu tiên là hatching ray thì mình có rất là nhiều con ray kia. Mình cho anh em xem luôn nha. Đây là game gì đây? Wow, nhân vật xinh vậy. Darknet Riser. Chúng ta sẽ cho vào đây. Ở đây có rất là nhiều con ray, Very Rage. Một con này 280 mấy k đây, con này bán đi này. Hôm qua mình có tận mấy con ray cơ, Very Rage cơ. Nhưng mà chắc phải đợi rồi, chắc phải đợi rồi. Mình chỉ có một con thôi, hiện tại có một con thôi. Và team thứ hai hiện tại họ là đang lắp thứ 7 thôi, vẫn không có di chuyển rồi, chắc là họ chấp nhận là chịu thua rồi anh em. Ok. Thì chúng ta sẽ lấy thêm vàng đây nhá. Để xem tình hình là cái chest của chúng ta đang lên được cái cấp độ bao nhiêu rồi. Mình sẽ cần lấy thêm vàng trước. Khá nhiều vàng đây luôn. Hình như cần phải thu thập hơn 100m vàng. Và đây là toàn bộ thành viên. Cái này nó vẫn chưa mở ra nha. Cái này thì sẽ còn 5 ngày 7 giờ nữa thì mới mở ra được. Còn cái Heroic thì của chúng ta thì nó sẽ chỉ còn là một ngày thôi. Đến chiều ngày mai là chúng ta sẽ có Heroic về nhà rồi. Và lúc ấy thì mình có thể cho nó ăn. Rất là tốt. Mình sẽ cố gắng là để dành khoảng 1-2m thức ăn gì đó. Để dành cho con Ferrer nha anh em. Không cho nào ăn nữa. Để dành cho Ferrer thôi. Được rồi, mình sẽ trồng thêm cái loại thức ăn đó chính là 3m này. Đây cũng sẽ 3m luôn. Hai cây 3m. Tha hồ mà có thể là cho thú ăn. Được rồi, thì mình sẽ quay trở lại với cái hòm của team. Ở đây thì chúng ta đang lên được cái cấp độ bao nhiêu đây? Cấp độ 4 rồi, sắp lên cấp độ 3, lên cấp độ 4 rồi anh em. Ở đây thì chúng ta sẽ lên cấp độ 5 còn khó nữa cơ, 11.400 cơ. Sao nó khó nhỉ? Cái nhiệm vụ này sao khó thế ta? Quá khó để có thể làm đấy. Ok, và chúng ta sẽ vào trong phần đấu trường thôi. Để xem có cái sự kiện gì sẽ diễn ra không nha. Và pack này giá bao nhiêu ta? Nếu mà rẻ thì mình có thể xúc một vài gói. Rockstar. Mấy con này nó không có giá trị cho lắm. Ui, cái pack này đẹp này anh em. Có một con Professed Dragon. Con này là con Ancient. Đẹp thế nhở. Con Archer Dragon. Nhưng mà cái gói pack này đắt quá. Giá tặng 75 game cơ. Tiền đâu ra mà có thể là đốt game được. Thôi mình sẽ vào trong cái phần quest. Đó chính là làm nhiệm vụ thức ăn. Thức ăn còn 7 giờ mới làm được cơ. Cái thức ăn này mắc lâu. Chúng ta sẽ vào trong phần đấu trường. Mình lên là 9k rồi. Có một con Heroic và hai con một Epic, một con VR. Team này thì sẽ nhanh chóng thôi. Việt Nam này nhé. Team này sẽ nhanh chóng là có thể là chiến thắng được thôi. Lên anh em, chúng ta sẽ chiến đấu với con này trước tiên. Thôi miên à. Chúng ta sẽ tăng cái tốc độ lên. Ồ, nó cấp 30 à. Khá là khỏe chứ nhỉ. Không hề yếu một chút nào đâu. 50.000 máu. Và mình cũng là 50.000 máu thôi. Đấy, đánh phát được 22.000 cơ.
khỏe phết. Đã xong được con khỏe nhất của họ. Con này con rồng nạn đói đúng không? Băng giá này thì có cái hệ lửa không? Không có hệ lửa rồi. Thôi mình dùng con này đi. Con này chưa mất một tí máu nào nên sẽ dùng cái con phù thủy bóng đêm. Tiếp theo sẽ là con hoàng đế một mắt hồi máu à. Nó khắc hệ mình em ạ. Ấy trời, chưa kịp đánh đã chết rồi. May quá. Nó dùng cái tuyệt chiêu hồi máu thì phải. Mình sẽ được thêm là 3 đồng tiền quái vật đó là 3/20. Một con 29, một con 22 và một con là 20. Đánh được, tiếp này đánh tốt thôi. Bóng tối, ánh sáng. Thôi mình sợ mỗi ánh sáng thôi. Còn mấy cái hệ kia thì bình thường. Con này là con hệ mộc đúng không? Hệ đất đúng không? À hệ thiên nhiên thôi. X2 lên nào. Chiến đấu thôi. Cấp 29 đối đầu với cấp 30. Đam nó sẽ bé hơn một chút và lượng máu nó sẽ ít hơn một chút. Ái chà, mấy thanh niên này bây giờ đánh ghê quá. Cái lượng đam của cái chiêu pua bây giờ nó rất là cao. Ok, và đã sẽ chuyển sang con rồng phù thủy bóng đêm nha. 30% đam. Thôi miên, 19.000 máu kìa. Destructor 30%. Đánh luôn. Thích thì chiến thôi, 18.000 máu này. 14k. Và cho nên đổi rồng đi. Đổi sang con 4 đầu, ý ra nó sẽ còn một lượng máu khá lớn để có thể giúp chúng ta hạ gục con này. Destructor. Cuối cùng là con ai chà, thôi xong tôi rồi. Liệu rằng là chúng ta có thể chết mất một con không? 13k máu. Hy vọng là không. Có thể sẽ chết mất phù thủy bóng đêm. Biết ngay mà, chết ngay phù thủy bóng đêm rồi. Còn hơn là mất con 4 đầu. Con 4 đầu quan trọng hơn chúng ta rất là nhiều. Cuốn xanh sáng và 31.000 máu. Đã xong nha. Victory, chiến thắng rồi. Với thêm là 3 đồng tiền quái vật, 17 cái cúp nữa. Cố gắng lên kết thúc vào một ngày nữa. Một ngày 6 giờ nữa. Nó trùng với cái sự kết thúc của cái Team Ray. Có một con cấp 30 là con Dracon. Ấy chà, team này đánh sao? Khó chơi quá nhỉ. Có Pangen 2 con 30. Khó chơi. Team này còn khó chơi hơn cả. Đầu tiên chắc phải đổi sang một cái team nào đấy thôi. Cấp 9 này, Big Fin này, vịt cổ đại này, Clarity, một trong 4 con chó để triệu hồi ra Origin, 4 hay 5 con gì đấy. Cái sự kiện tiếp sắp tới hình như nó cũng sẽ khá là giống cái sự kiện khi mà chúng ta triệu hồi Origin ấy. Chúng ta sẽ cũng cần phải xem để lấy tất cả con kia và sau đó sẽ triệu hồi ra. Rất là đẹp ấy. Big Fin này, cắn nó phát, x3 lên. 14.000 máu này. Con tiếp theo là con Clarity. Có một chiêu hệ pua. Thôi miên 20k máu. Và sinh niên cuối cùng là con rồng mồm rộng. Bắn một cái luồng khí á. Thôi miên. Chúng ta đã giết xong được con này nha. Và chúng ta sẽ hy vọng. Ôi hồi, cấp 40. Gặp toàn team khỏe rồi. Wow. Khó chơi thế à. Đây rồi. Con này thì khắc chế được cả mình đây. Con Google Dragon đây. Tại sao nó dùng? À nó là hệ pua. Nếu như nó chỉ epic thôi. Đồ hiếm nó chỉ là epic thôi anh em ạ. Nên nhớ như vậy. Và chúng ta hoàn toàn có thể tiêu diệt được nó. Lên nào. Chiến đấu. Búp công thì hết rồi, mình hết sạch cái búp công rồi. Nó chỉ đánh được mỗi như thế này thôi. X2 lên. Con này thì sử dụng con mạnh nhất của chúng ta để đối đầu với nó. Tóm tận có 2 con Heroic cấp 27 cả. Khó chơi. Thật sự là khó chơi rồi đây. Cho con này đi hiến mạng một chút. Hiến máu nhân đạo một chút này. Giờ nó khắc hệ nó có giết được mình không ta? 25 chưa chắc, nó chỉ là epic thôi. Hy vọng không giết được mình. May quá. 17.000 máu gần ẻo luôn. Gần chết luôn rồi. Cho chỉ cần tiêu diệt con này xong này. 3 đòn, ít nhất phải 3 đòn. Xong đến tiêu diệt Google Dragon nữa là xong. Như thế này trước này. Giảm máu xuống tối đa. Con kia cấp 25 không biết nó tầm bao nhiêu máu đây. Hy vọng nó sẽ không quá nhiều. Và mình có thể giết nó trong vòng một hit là được. Để xem nào.
21.000 máu con Dave. Thôi xong tôi rồi. Kiểu này, wow, mình có chiêu khắc hệ ở đây. Quá ngon. Thay đây này, chuyên trị cái con Goger này. Đã xong chưa? Mình tưởng là khó lắm, may quá. Tiếp tục ở Goger cấp 40 cơ. Wow. Poor Wailing. Đánh sao nhỉ? Có đánh được không ta? Chắc máu nó cũng yếu thôi. Không biết thế nào. Đấy có 19.000 máu thôi mà, tốt quá. Quá tốt luôn, và mình sẽ tiêu diệt cái con hệ pua trước tiên. Ngon, một bòn rồi, đã chết rồi. Thanh niên này là hack này. Tưởng gì, mình cứ tưởng là họ cày lên. Được rồi, con này thì chúng ta sẽ tiếp tục là dùng con này thôi. Cần phải hai đòn mới giết được cái con rồng Wailing này. Nó sẽ còn rơi vào khoảng là 6.000 máu. Chúng sẽ dùng cái con Resolution nha. Cộng thêm 30% đam này. Lên nào, 17.000 máu này. Thanh niên. Một bánh một phát mất 29.000 máu kìa. Ghê nhỉ. Nhiều rất tiếc là anh cũng có thể chú 34.000 máu một phát. Cedric. Đấy. Nếu mà ví dụ còn bằng này máu thì chắc chắn sẽ thua rồi. Đã xong nha. Và chúng ta không mất bất kỳ một thành viên nào. Quá hay luôn. 9 trên 20. Và chúng ta đối đầu với con cấp 35 thì không ăn được. Cấp 40 càng không. Đây rồi, hay thế. Và chúng ta sẽ đem thêm một trận nữa anh em ạ. Quá tốt rồi. Trong này thì chúng ta sẽ đối đầu với một con Halo gì gì đó. X2 lên này. Sử dụng ở chiêu hệ lá 8.000 mấy trăm này. 8.275. Ánh sáng thì ta sẽ có bóng tối hoặc là lá thôi. Tiêu diệt dễ dàng thôi. Vì con này rất là yếu. 8.270 mấy máu nhỉ? Và 12.059 máu. Sử dụng tuyệt chiêu một phát này 21.000 máu này. Đã xong, đã win rồi. Và chúng ta sẽ được thêm 3 đồng tiền nữa là thành 15 trên 20 đồng. Và mình hết trận luôn rồi đấy. Thì chúng ta sẽ vào đây và xem là mình được bao nhiêu điểm rồi nha. Hình như mỗi trận thắng là sẽ được 10 điểm. Đó, và mình lên được khoảng 240 điểm ở đây. Anh em phải cố lên thôi, còn có một ngày 12 giờ thôi thì nó sẽ kết thúc cái sự kiện Iron Chest này. Cố gắng lên top 5 cái để được thêm cái mảnh của Mammothus. Mình thiếu khoảng hai mảnh của Mammothus nữa thôi là nó sẽ đủ craft rồi con đấy. Đâu nhỉ, con Mammothus đâu ta? Đây đây này, Mammothus phía dưới này. Hiện tại thì mới có chỉ có Mammothus thôi. Là khỏe ngang với Vulcan, còn những con kia thì yếu lắm. Gần như mình không bao giờ dùng đến luôn đấy. Trong này thì chúng ta sẽ recall nó được rồi này. Chúng ta recall ra các cục op. Đấy, một đống op luôn. Đây mình sẽ bắt đầu là recall những cái con này ra nữa. Những con bé bé này ta sẽ phân rã hết ra thành các cục op để ép cho con kia lên sao. Bên này thì ta vẫn chưa thể nào mấy được. Chưa nào mà chơi được con mới à. Con mới rồi nhưng mà chưa thể triệu hồi được. Rồi sẽ quay trở lại với xem nào, chúng ta sẽ có lấy game không? Lấy game. Có, chắc chắn sẽ có lấy game này. Lấy thêm vàng này. Và tăng cái khả năng luyện tập skill không không ai đi train à? Không ai đi luyện luôn đấy. Để xem là con nào cần đi luyện không. Đây, Quỷ Vương đây, Quỷ Vương Faker đây. Sandstorm đã được học rồi. Và sẽ học thêm một chiêu sẽ tăng lên 85% cái sức tấn công nữa. Và sẽ sử dụng cái này luôn nha. Chúng ta sử dụng cái tăng tốc độ thời gian luyện tập. Đấy, và chúng ta sẽ còn hai chỗ nữa để cho rồng đi và xây dựng cái tòa tháp này. Phía dưới chúng ta sẽ còn là một ô thôi. Chúng ta sẽ cho những con mà mình không cần thiết lắm đi. Đấy, bốn này chẳng hạn. Mấy cái khu đất này ta sẽ mở sẵn sàng rồi để ta có thể là mua và xây dựng thêm các cái công trình lên trên đấy. Được rồi, mình sẽ gửi con bọ ngựa này, Alkizi, Chifi và Siêu Âm Thanh đi cho đi luyện tất. Đấy, đã xong. Mình sẽ có vài trận nữa ở trong cái phần Lewis này, còn khoảng 3 trận nữa. Đây đây, nó có 3 trận này. Và hôm qua thì mình đã test thử con Viola, con rồng hoa hồng rồi. Mà mình test thử con khác.
Chúng ta sẽ vẫn luyện cho Optimus nhá. Optimus muốn lên 3 sao trước đã. Lên nào anh em, chiến đấu. Và chúng ta sẽ đối đầu với một con Amukha cũng hơi cùng quê hệ luôn kìa. Cho nó gần chết đi đã em ơi. Mình sẽ dùng chiêu Poenergy mạnh nhất của sói vương cho con Amukha này một đòn này, 16.000 máu. Nó sẽ còn tầm khoảng 6k6 nữa. Đổi rồng. Sử dụng cái chiêu chiến binh và hấp diêm nó. Một bé này 9.700. Còn tiếp theo sẽ là con rồng 4 đầu 18.000. Gần chết rồi. Nó khỏe nhỉ. Sử dụng chiêu là Pulai cộng. Pulai cộng 19.000 này, nó còn 10k có giết được không? Chắc không giết được đâu. Đam nó khá thấp, tầm khoảng 9.000 thôi. Con này sao nhỉ? Con này liệu giết được không nhỉ? Cấp 26 và mình giết anh có 18.000 máu, yếu quá. Không ăn thua. Ôi, nó chết luôn à? Mình tưởng này sẽ đam yếu chứ nhỉ? Nhanh quá, cái trận này nhanh quá. Chúng ta sẽ còn hai trận nữa ở trong cái phần Liquid này. Một con cấp 30, một con cấp 25 và một con cấp 28. Con này thì chúng ta sẽ dùng con này đánh cho nhanh. X2 tốc độ lên và sử dụng cuốn sách ánh sáng nào. 31.000 máu kìa, gần chết. Cơ hội quá tốt cho Amukha Dragon để có thể là giật sét và giết chết nó này. Này này. Phù thì bóng đêm này anh em. Lên nào. Ấy trả 4 đầu anh em. 16k thôi cho. Mình sẽ đổi rồng thôi. Tuyệt chiêu này, đánh nhau đi. Một phát 16k. Không ăn thua nhỉ. Hơi yếu. Sử dụng tuyệt chiêu là Poenergy, thêm một phát nữa. Nổ 18.000 máu. Và con sẽ đối đấu với mình là cấp 30, cấp 28. Con này là một con high score. Con high score này thì mình bị khắc hệ cứng luôn kìa. Một hit rồi. High score về vườn luôn. Được rồi thì mình sẽ được thêm một trận đánh chính thức nữa. Con nào đây? Con rồng Resolution. Từ từ thôi. Đánh nhau thôi. Nó có một con Apocline này. Khá đẹp. Còn khoảng 8.000 máu để chúng ta sẽ chúng ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu, đó chính là chiêu chiến binh Minecraft. Một bé hy sinh. Sabo Dragon, tên giống mình phết ta. Chiến đấu đi, đây là hai quyền vương đánh nhau. Mình có 8.000 thôi à. Chiến luôn Kamezuko này, còn cuối cùng là sẽ còn Apocalypse. Ui, khắc hệ à? Đen thế nhở? Chúng ta khắc hệ luôn rồi. Apocalypse sẽ đối đầu với sói. 35.000 máu, chết luôn, không kịp ngáp. Legend đối đầu với Heroic. Cách biệt quá lớn. Không làm gì hơn được. Được rồi thì chúng ta sẽ lấy game xong rồi đúng không? Nhiệm vụ của team thế nào rồi? Chúng ta được mới có được Hatching ra Ray à? Không phải là Very Ray đúng không? Nhưng yêu cầu là Ray cơ. Mình toàn là VR thôi. Bó tay. Đây 7 giờ cũng là VR này. Và ok thì chúng ta sẽ kêu tập này đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Dragon City. Bye bye.